dõi và thưởng thức chương trình biểu diễn. Còn bây giờ là thời gian để các nghệ sĩ chụp hình cùng du khách. Hãy lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các nghệ sĩ của chúng tôi tại Silver Banana Hills. Đây là nhà ăn này. Vừa nay ăn buffet đây này, đẹp. Ui dồi ôi, nó đẹp quá là đẹp chưa. Tuấn ơi, xin chào Tuấn nha. Chào Hưng nha. Ăn buffet trong này này. Dồi ôi, thích ơi là thích, đẹp quá là đẹp luôn á. Biểu diễn ở đây rồi. À không, xuống. Đội này vừa biểu diễn ngoài trời rồi chị. Và đội này vừa biểu diễn ngoài kia, ngoài chỗ kia xong. Em chào chị Yến. Vừa ăn cơm xong đây này, đi ra đây này. Đấy, vừa ăn buffet ở cái nhà hàng này này. Đẹp ơi là đẹp luôn.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.